bạn này là trốn gia đình ở Sài Gòn đúng không? Đi ra ngoài đó thăm. Rồi. Em định chính với chị là không phải thăm em đâu, mà là thăm vài cô, trong đấy có em. Mỗi cô một ngày, em là ngày đầu tiên. Trời ơi, đàn ông quần trắng thì mà biến thái á. Trời ơi, tôi chưa mặc quần trắng nha. Và em phải nhận tin nhắn của em. Có rất là nhiều tin nhắn của các cô khác. Chúc ngủ ngon, à ơi, cà phê. Em mới điên lên. Em cầm hết bia ở trong tủ lạnh khách sạn. Em gom vào trong nhà vệ sinh. Em uống, em la hết, em khóc lóc âm ỉ, đập phá. Là cái cảm xúc thật của mình thôi ạ. Là em không nghĩ là chết sao lại gặp phải cái tên lừa đảo này. Thôi đời mình xong rồi. Em gọi điện hết cho các bạn bè. Thôi tao xong rồi. Có khi tao sang Campuchia mất thôi chúng mày ơi. Em âm ỉ lên trong nhà tắm như vậy. Anh này sợ em làm gì. Thành ra cả đêm ngồi canh nhau, chả làm ăn được gì cả. Trời ơi. Ủa. Mời em giới thiệu về mình. Em tên là Bình Diệp, em 26 tuổi ạ. Em làm nghề gì? Dạ em là thư ký ạ. Thư ký? Dạ. Còn em? Em tên là Thành Luân ạ, em năm nay 28 tuổi, em là kỹ sư xây dựng ạ. Họ gì em? Em họ Nguyễn, Nguyễn Thành Luân. Ôi, một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim Ván Bài Lật Ngửa. Thế thì hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Ai là người để ý ai đầu tiên? Bọn em quen nhau qua mạng. Em ở Sài Gòn, còn vợ em là Hà Nội. Là 5 năm trước thì cũng lên mạng chat chít tán gái. Trong số nhiều cô thì em chọn cô này. Ấn tượng cô này một là cách nói chuyện thông minh, đặc biệt rất là đánh đá. Đánh đá sao đâu em có thể ví dụ không? Luôn luôn kiểu giọng thách thức, thể hiện là ta không cần. Qua 2-3 tháng nói chuyện tán tỉnh thì nó trốn gia đình từ Sài Gòn đến Hà Nội. Rồi gặp cô ấy ở Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ đầu tiên gặp thì em cũng khá ấn tượng hình thức bề ngoài là cắt tóc ngắn, rồi dáng vẻ rất là nhỏ nhắn rồi lanh lẹ. Tức là bạn này là trốn gia đình ở Sài Gòn đúng không? Đi ra ngoài đó thăm. Rồi. Em định chính với chị là không phải thăm em đâu, mà là thăm vài cô, trong đấy có em. Mỗi cô một ngày, em là ngày đầu tiên. Mà ngày đầu tiên thăm em xong rồi chắc bỏ mấy cô kia luôn á. em cũng nghi ngờ lắm, không tin được anh ạ. Rồi cái ấn tượng của em ban đầu về anh này như thế nào? Đầu tiên thì qua mạng thì em chẳng ấn tượng gì cả, vì anh này học cao đẳng, xây dựng nữa, lăng nhăng, không có tương lai gì cả. Nhưng mà cứ đòi gặp mình thì thôi, em ok, tại vì mình là phải mất gì đâu. Thì gặp đầu tiên thì anh này mặc quần trắng, em nghĩ trời ơi, đàn ông quần trắng thì mà biến thái á. Trời ơi, hôm nay tôi chưa mặc quần trắng nha. Mặt lại còn mụn nữa, lại kính cận nữa. Đặc biệt là lùn quá. Thế em nghĩ, thôi chắc cũng chẳng có tương lai gì cả. Em nghi quá, em bắt cho xem giấy tờ chứng minh. Trước đó gặp mấy cô khác nữa mà chưa thấy cô nào quỷ cục như cô này. Lần gặp đầu tiên, yêu cầu kiểm tra bằng lái, kiểm tra chứng minh thư. Em biết là cô này có bình thường hay không, kiểm tra bằng thứ giấy tờ. Nhưng mà rồi em có cho kiểm tra không? Vâng thì em bình thường mà mình cũng phải là người gì đâu thì cũng cho kiểm tra cái thứ. Sao em siêu phàm vậy? Em trốn ra Hà Nội mà em mang đầy đủ giấy tờ vậy đó. Rồi bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau? Khoảng 6 tháng sau đó thì bọn em vẫn tiếp tục chat chít qua mạng thôi ạ. Thì đến 6 tháng sau thì anh này có ra Hà Nội lần nữa. Thì sau đấy thì cũng có chút ấn tượng hơn thì lại tiếp tục chat chít nữa ạ. Chat chít nữa? Dạ, lại nửa năm sau nữa. Phần anh này dù em vào Sài Gòn. Thế là em trốn bố mẹ em nói dối bố mẹ em. Chắc là bây giờ bố mẹ em mới biết. Bây giờ mới biết. Dạ. Thì vỡ mộng. Vỡ mộng? Dạ, vỡ mộng ngay hôm đấy. Lý do? Ra đón vợ em. Rồi hai đứa về khách sạn. Thì trong lúc chơi bời nói chuyện thì vợ em phát hiện tin nhắn của em. Có rất là nhiều tin nhắn của các cô khác. Chúc ngủ ngon, à ơi, cà phê. Em mới điên lên. Em cầm hết bia ở trong tủ lạnh khách sạn. Em gom vào trong nhà vệ sinh. Em uống, em la hết, em khóc lóc âm ỉ, đập phá. Thực ra là em có uống một tí rồi, nó đắng quá. Nhưng mà em giả vờ là em uống, em say. Lung tung, em quậy luôn. Thế là anh ấy không chịu nổi. Cô không ngờ là mạnh như vậy. Em nghĩ là lần đầu tiên quen chưa phải là vợ chồng, chưa phải là người yêu. Thế mà cách phản ứng cô em lấy lạ quá. Lúc đầu em định bỏ về để em dọa cô ấy. Nó đóng cửa ngoài rồi mà thấy cô ấy phản ứng ghê quá, vẫn khóc u rồi thì em lại phải quay trở lại. Rồi thì cũng xin lỗi, nịnh nọt, vâng, để làm huề. Nhưng mà cô rất là căng. Hôm sau đòi về ngay. Tối đó em có ở lại không? Làm gì nhà em? Nói thật trung thực là có. Sợ cô gái này mới lớn, sợ cô ấy có cái hành động gì dại dột. Cái lúc đó là em tại sao em lại làm như vậy? Là cái cảm xúc thật của mình thôi ạ. Là em không nghĩ là chết sao lại gặp phải cái tên lừa đảo này. Thôi đời mình xong rồi. Em gọi điện hết cho các bạn bè. Thôi tao xong rồi. Có khi tao sang Campuchia mất thôi chúng mày ơi. Em âm ỉ lên trong nhà tắm như vậy. Anh này sợ em làm gì? Thành ra cả đêm ngồi canh nhau, chả làm ăn được gì cả. Trời ơi. Ủa có nghĩa là chưa xảy ra chuyện gì? Dạ chưa ạ. Vậy mà tự nhiên em nói là đời em tiêu rồi, đời em mất rồi. Chị tưởng là lấy xong, nó cướp xong rồi. Trời ơi, em xong nó bỏ đi rồi em mới đập phá dữ vậy chứ. Em đâu có dễ. Luôn phản ứng thái quá rồi, phản ứng mạnh làm. Mọi người là cá tính mạnh đúng không? Vâng, cá tính rất mạnh. Rồi có lần nào mà cô phản ứng mạnh như vậy nữa không? Có tiếp tục lần thứ nhì và về cái chuyện là trốn các cụ đi thăm lần nữa, là anh này trở ra hoặc là em trở vô nữa không? Có lần nữa. Có lần nữa. Là ai, em vào? Ai vào? Em lại vào lần nữa. Em vào lần nữa. Bố mẹ em chắc là bây giờ mới biết ạ. Lại nhưng mà lại khách sạn. Không, lần này thì là nhân dịp cưới chị gái em. Ừ. Thì em cũng chính thức là về giới thiệu gia đình. Nó thì về nhà em đàng hoàng. Rồi lần này là ở nhà em. Dạ. Vâng, ở nhà em. Lần này vào thì em gia đình ở bên bạn trai đấy ạ. Không chấm điểm em cao lắm. Các cụ không nói thẳng ra nhưng mà em cũng đoán được thái độ của mọi người ạ. Lý do gì không chấm điểm em cao? Lý do thì anh này anh giấu em, nhưng mà em tự đoán được là có lẽ là chắc là do cái cách cư xử của mình nó chưa được đúng anh. Hôm đấy thì mẹ chồng tương lai em thì đang làm cỗ. Mẹ em thì là cực kỳ giỏi giang và đảm đang. Thì em thấy mẹ đang chặt thịt gà. Gia đình em thì mấy công việc nặng thì là của bố em. Thì em nói là ơ bác sao bác không kêu anh luôn mà chặt đi, bác chặt làm gì? Mẹ em liếc nhìn cái em nghĩ thôi chết rồi, xong đời rồi. Gia đình nhà em ấy có truyền thống là con gái là chuyện nội trợ. Gia đình vợ em thì có điều ngược lại, tức là vợ bất cơm nước như vậy, nhưng mà riêng chuyện nặng, ví dụ là chặt gà hoặc là sửa soạn nhà cửa thì là của đàn ông. Đó. Nhưng mà những việc đấy thì ở gia đình em là kể cả cơm nước là nặng nhọc cái nào cũng là phụ nữ. Thì có mẹ chồng ở dưới không? Là coi như xong rồi đấy hả? Coi như là xong rồi. Tiêu, đời mình lại tiêu rồi. Nói chung chấm rồi. Nói chung là bác yên tâm. Ở đây là có gì con hỏi bác xác nhận coi có đúng hay không. Rồi nhưng mà sau đó thì em ở nhà của bạn trai em được bao lâu? Em ở 3 ngày ạ. Bạn gái em về thì Vi nói chuyện với em, nói là không đồng ý. Vâng, mẹ nói vậy thì thôi thì mình phải tìm cách từ bỏ cái tình yêu này. Thì thực ra lúc này hai đứa bắt đầu yêu nhiều chị. Thì 2-3 tháng sau đó đúng thật bọn em là dằn vặt quyết tâm chia tay. Hai đứa đều cố gắng cắt đứt liên lạc. Nhưng mà thật sự trong lòng là vẫn là rất thương yêu. Nghĩa là quyết tâm chia tay nhưng mà cái chân còn méo lại đúng không? Thế mà làm sao để vượt qua những cái điều đó, đến được với nhau? Bọn em yêu nhau thì cũng không chịu nổi được nữa. Thì ngăn cản nhưng vẫn yêu. Thì bản thân gia đình nhà vợ em cũng không đồng ý em. Lúc nào thì em ra mắt gia đình nhà vợ? 6 tháng sau thì em lại ra Hà Nội thăm vợ. Có nghĩa là em đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình. Dạ. Rồi tại sao bố em lại không đồng ý? Là tại lúc đó thì bố mẹ em biết là em có một người yêu thật. Trước đây thì mẹ em thỉnh thoảng thấy có một thằng miền Nam nào ấy, nó gửi quà bánh kẹo, gấu bông, túi xách. Thì bố em bảo là ngăn đi chứ không nhận quà như thế. Nhưng mẹ em thì chắc cũng ham quà. Mẹ em bảo thế chứ mất gì đâu, cứ để cho nó gửi đi. Còn đến lúc em nói chuyện mẹ em mình ngã ngửa ra, chết thật. Này thì sắp mất con thật. Thế là bố mẹ em phản đối vì xa quá. Bố em còn nói với anh này là bác không chê cái gì cả, bác phải chê cho xa quá. Thôi đừng lấy nhau, bác nhận mày làm con nuôi. Mà anh đâu cam tâm đâu, không cam tâm. Em lên chơi thì vẫn mời cơm, nhưng mà bố em nói là hai đứa cứ ăn cơm nước xong rồi mà bác mời con đi về. Hai anh em cứ nhận nhau là anh em thôi. Sau này con lấy vợ thì ra ngoài này chơi thì vào thăm em nó. Em nó mà lấy chồng mà có vào Sài Gòn chơi lại vào thăm anh. Coi như là hai anh em nhận nhau là anh em thôi. Trời ơi. Tức là chiến lược của các cụ kỳ này bị sai lầm. Càng cản càng yêu nhau, càng quyết tâm hơn đúng không? Tụi em là lấy nhau được bao lâu ạ? Dạ bọn em lấy nhau được 1 năm 6 tháng rồi ạ. Nếu như mà có bố mẹ em mà ở trong này thì anh nghĩ là chắc cũng sẽ đến trường quay này phải không nào? Vậy thì hôm nay thì anh hỏi luôn. Thì với một cái ngày đặc biệt thì em có điều gì muốn nói với mẹ em hay là muốn nói với vợ em không? Thực ra là ngày hôm nay chính là ngày mình kỷ niệm 5 năm bọn em yêu nhau, quen nhau. Thì có món quà mà vợ em yêu cầu mà chưa bao giờ em thực hiện được. Em xin phép chương trình hát một đoạn ngắn khoảng 2-3 câu. Tức là em đã yêu cầu cả 5 năm nay mà chưa bao giờ được. Em yêu cầu mà không có làm cho em. Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du. Cơn gió êm dù tháng năm lòng hoang vắng. Giờ hôm nay không là mơ, vòng tay em du anh làm thơ. Biết mong chờ, anh biết bây giờ anh đã yêu. Đó là những lời gọi là thay lời muốn nói đúng không? Giờ có muốn thỏa thẻ gì nữa không? Nhưng mà thực ra là cái người mà em cần nói bây giờ là mẹ đó. Xin giới thiệu đến với trường quay ngày hôm nay là có mẹ chồng của cô dâu. Có một món quà nữa để tặng cho vợ và mẹ. Wow. Con tặng mẹ. Thời gian vừa qua cả mấy chị em, anh em chúng con cũng có nhiều cái lỗi với bố mẹ. Chúng con chưa quan tâm với bố mẹ nhiều. Đây là lần đầu tiên con mạnh dạn, con nói lên. Con muốn nói với bố mẹ rằng là chúng con có lỗi gì bố mẹ bỏ qua chúng con. Ngày hôm nay chúng con có tin vui là bố mẹ sắp có cháu nội. Bố mẹ hãy cùng chúng con chung vui cái niềm vui này. Thì qua đây thì mẹ cũng muốn nói với các con là đôi lời. Lúc nào các con cũng phải nên nhớ một điều, có ông có bà, có cha có mẹ với có mình. Đó, thì mẹ muốn là các con là luôn luôn nhớ lấy những cái lời dạy bảo của cha của mẹ, cũng như các con sau này có cái con đường và có những cái hướng tới để nuôi dạy và chăm sóc các con được tốt đẹp. Đó là điều mẹ mong muốn nhất. Cả nhà mình yêu thương thấm thiết nhau, đưa đem cầm hộ. Coi như là rồi, xin mời hai em. Ừ. Trời ơi. Thôi bây giờ không nói nữa, để nói một tí là tôi khóc bây giờ đấy. Thôi bây giờ nên... để mình nói, chứ nói hồi nữa khóc rồi con này không ai dỗ đâu á. Không lẽ giờ tôi ôm Hồng Vân. À, bây giờ hai bạn có cái gì gọi là bất ngờ ở cái người bạn đời của mình hay không? Bây giờ trước tiên anh hỏi Thành Luân nè. Trong thời gian yêu nhau nên là chỉnh chu hình thức, đi chơi nên là nước hoa hoặc là đánh răng sạch sẽ mà em không phát hiện. Nên là lấy nhau về một thời gian thì cách là cái tấy nó xù xòa hơn. Đặc biệt điều là ăn rất thích, trong món ăn rất thích ăn tỏi. Và chuyện này rất là ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hai vợ chồng, mất cảm xúc. Là sao? Nhiều lúc hai vợ chồng muốn gần gũi mà em thấy mùi vậy là em hết cảm xúc luôn. Nghĩa là tụt hứng luôn đúng không? Còn một điều này nữa anh cũng thận chị Hồng Vân. Người ta thích ngửi mùi hương hoa, mùi nước hoa. Đây cô rất thích ngửi mùi em. Thứ nhất là hôm nào đi làm về nhất chưa tắm rửa, rất thích ngửi mùi chồng. Là thích lắm luôn, nghiện mùi chồng. Hủ xạ tự nhiên hương hay không? Hay á. Ủa nhưng mà sao em lại thích cái mùi đặc biệt đó của anh nhỉ? Em cũng không biết nữa, khi mà tắm rửa xong thì toàn mùi dầu gội rồi sữa tắm, xà bông em không thích nữa. Em thích cái mùi tự nhiên cơ. Nó hơi bẩn bẩn một tí nhưng mà em lại thích. Trời ơi. Hết cái mùi nào nó bẩn bẩn. Em đi từ cái lạ này qua tới cái lạ khác luôn á. Chị hỏi nè, thì em nghiện cái mùi tỏi đúng không? Dạ. Là để chống ung thư hay sao? Dạ không, em thích vì ăn nó ngon thôi ạ. Có bao giờ em có cái cảm nhận là chồng em không thích cái mùi đó không? Lúc đầu thì ông ấy còn nói em là chết vì làm sao ấy, mùi hơi thở làm sao, đi khám đi, bệnh tật làm sao ấy. Thì lúc đấy em mới biết là chết cha ăn tỏi rồi. Vậy á hả? Rồi em khắc phục chuyện đó như thế nào? Dạ thì em cũng tránh bớt ăn vào buổi tối thôi ạ. Chứ chị mà nấu ăn đó mà chị băm tỏi đó mà cái tay không rửa ra luôn á, cái mùi nó còn hoài á. Nãy giờ là chồng kể xấu về em, tới thời gian em kể xấu về chồng em rồi đó. Dạ, quá kỹ tính, vào trong nhà tắm anh sắp xếp đồ đạc cẩn thận đâu vào đấy. Em thì thấy thế em bực quá, em làm cho sạch đi, xô lệch đi một tí cho nó sinh động. Cái gì cũng ăn gọn quá em không thích. Anh ấy lau phòng mà anh lau kỹ cái đường chỉ kẻ, đường trắng trắng đấy ạ. Nữa là anh ấy thỉnh thoảng anh ấy lây máu điên của em sao ấy. Tính bình thường rất là hiền, nhưng mà những lúc cục lên thì rất là điên. Ví dụ như đập đầu vào tường này, đấm tay vào tường này. Sao vậy? Những cái lúc đó là tại sao em lại làm như vậy? Không, thực ra là quá lắm thì em mới làm như vậy. Vợ mình phải cố gắng kiềm chế, nghĩa mình đánh vợ. Thì những lúc như vậy thì mình phải tự làm mình đau mình. Nhưng mà em bực vợ em cái gì mà để đến cái mức mà em phải tự đập đầu vào tường? Nói chung là nhiều những vấn đề mà nó tích tụ lại là nhỏ thôi. Rồi mỗi lần thấy chồng làm vậy có đứt ruột không? Tôi cũng xót xa lắm chị, nhưng mà em vẫn giữ mặt lạnh thôi. Giống như mặt lạnh. Em nói là đập bể tường ráng chịu. Vậy là chồng em xác suất là đập bao nhiêu lần thì tự ngưng? Chắc là đau quá tự ngưng chị. Cũng muốn ngưng lắm nhưng mà nhiều khi quê chờ em ra can ấy, mà em kệ thôi. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt kỹ tính lại cho cuộc sống nó thoải mái, không phải lúc nào cũng lên lịch và lúc nào cũng mở miệng bằng câu hoàn hảo thì, giá mà thì, giá như thì, cầu toàn thì. Em rất là mệt mỏi với cái câu đấy. Thế còn em? Em mong muốn là từ nay thì mình sắp có em bé rồi, vợ em sẽ sắp xếp công việc, sắp xếp lịch làm việc nó hợp lý để không ảnh hưởng sức khỏe, để mà chăm con sắp tới nữa. Ra tiếp xúc với tụi em á, chị có một cảm nhận như vậy nè. Hai cái cá tính này quá mạnh. Người ta nói như vậy nè, thường hai cá tính này á, thì người này bù cho người kia. Nhưng mà nếu mà nó ở cái mức độ mà quá đi thì là tụi em sẽ gặp những cái chuyện mà nó không hay cho cái cuộc sống sau này. Thì theo chị như vậy nè, em giảm đi cỡ 30%, bạn này cũng giảm đi 30%, thì sau này á, đứa con của em nó sẽ được thừa hưởng cả tính cách của hai bố mẹ thì nó sẽ rất là hoàn hảo ha. Nhưng mà thực ra với một cô vợ mà có cá tính như vậy, cuộc sống của em thú vị lắm, chị nói thiệt. Chứ còn mà nó đơn điệu quá em cũng mau chán vợ lắm. Không, cái đó là cái kinh nghiệm của những người mà làm nghệ thuật. Đó là tụi chị, những người nào mà có cá tính đó, là em bực đó nhưng mà em yêu hoài, em hiểu không? Nhưng mà bạn này lại là cái người để bù đắp, để mà quy hoạch em á, để đừng cho em bị xa quá quy hoạch em, nên tụi em khó mà rời nhau được lắm. Và chúc tụi em thiệt là hạnh phúc nha. À, cảm ơn hai em. Cảm ơn anh chị ạ. Em cũng chẳng có ấn tượng gì với ảnh hết trơn á, nhưng mà sau này á, gọi điện thoại đó thì em nghe giọng hay, trầm ấm. Dạ đúng rồi, nghĩ giọng này mà nghe chửi mình chắc mình ngồi cũng ngồi mình nghe nữa. Giận dỗi ảnh để cho ảnh tự chán. Quá đeo dai quá không có đá được. Ồ vậy đó hả? Dạ. Tính quen chơi cho vui thôi. Dạ. Ai là xin cưới thiệt, rồi cuối cùng rồi sao? Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Sao mà cặp vợ chồng với lại cái cặp MC tông xuyệt tông quá vậy ta? Đó. Mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Hoàng Đăng Quang, là giáo viên tin học, công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay 34 tuổi. 34 tuổi, tóc là muối tiêu rồi đó nghe. Chà, tôi mà để tóc dài tôi cũng muối tiêu như bạn. Em tên là Kim Đông. Năm nay em 31 tuổi, em đang làm giám sát tổng đài ở quận 7. Không biết hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Thì lúc trước á, thì vợ em là cũng từng là giáo viên, tình cờ em từ trên lầu đi xuống. Thì thông thường ra chơi á, các thầy cô giáo, một là ngồi ở phòng giáo viên, hai là ngồi ở căng tin. Còn vợ em thì lúc đó là ngồi ở cái dãy ghế dành cho học sinh là thôi, đọc truyện tranh. Tóc thì lúc đó là để dài, tóc xõa ngang vai, rồi miệng cười tủm tỉm. Thì em ấn tượng cái khung cảnh, cái hình ảnh đó. Thì em mới quyết định là lên kế hoạch để tiếp cận. Nghĩa là ấn tượng ban đầu của chồng em về em là hết sức đặc biệt. Vậy lúc đó thì em đọc truyện mà em có liếc qua nhìn thấy anh này không? Em đâu có hay đâu anh. Ngày nào thì em biết được là có một người đang theo dõi thầm em. Em cũng không biết có ai theo dõi em nữa. Tự nhiên có một ngày cái em nhận được tin nhắn, mình là bạn nhau nha. Thấy trời vô duyên, tự nhiên cái gửi tin nhắn làm quen, ai biết gì đâu mà làm quen. Em không thèm trả lời, xong rồi với mặt trai mày đá, cũng dai lắm. Nó nói là đẹp trai không bằng trai mặt. Đó. Em mới tiếp tục nhắn tin, thì tới cái tin nhắn thứ hai thì em bị chửi. Chửi sao? Khùng. Rồi có quê không? Quê rồi giờ em đâu có vợ đó. Đúng rồi, trai tiếp nữa. Trai nữa hả? Không, em mới chơi nâng cấp chứ, nâng cấp đó. Em đánh vô cái tâm lý của phụ nữ là tò mò. Thì em mới khơi gợi từ từ, em nói là mình biết tên bạn là Đông, làm việc ở trường, bị tò mò nhắn tin để hỏi lại. Ủa sao biết tôi vậy đó? Là em cũng chẳng có ấn tượng gì với ảnh hết trơn á, nhưng mà sau này á, gọi điện thoại đó thì em nghe giọng hay, trầm ấm. Dạ đúng rồi, nghĩ giọng này mà nghe chửi mình chắc mình ngồi cũng ngồi mình nghe nữa. Nhưng mà chỉ cần nhắn tin qua lại thôi là các bạn gặp nhau hay sao? Chưa, thì sau một khoảng thời gian nhắn tin đó thì tới dịp là 8 tháng 3 thì em mới quyết định là đi tiếp một bước nữa. Lúc đó cùng em cũng nhát lắm, thì em mới nhờ một đứa học trò thân của em, con giờ con đem cái món quà nhỏ này con xuống con tặng. Cô hay ngồi đọc truyện ngay cái chỗ đó, em thòng đó một câu: con phải hoàn thành nhiệm vụ nha con, không hoàn thành được về rồi thầy phạt á. Cái này ác lắm nè. Đáng lý ra là em không có nhận đâu, tại vì đâu có quen biết gì đâu mà nhận. Đang đọc truyện tự nhiên có một thằng nhỏ nó ôm nhôm hả, cái nó xuống nó nói: cô ơi, anh của em tặng quà cho cô. Thôi cô không có lấy đâu, không quen không biết lấy gì. Nó trội cô lấy đi, cô không lấy hả, anh em la em chết, em không được đem cái này về. Đó rồi em mới nhận. Cái gì? Tặng gì? Cái đồng hồ. Dạ, nhưng mà thật ra nhận về em cũng không có đeo đâu, em cứ nhận như vậy thôi. Lúc đó cũng chưa biết mặt em đâu, thì có một đêm 2-3 giờ đêm gì đó điện thoại cho em, tại anh làm em ngủ không được. Em vẫn chưa biết anh là ai như thế nào, phải cho gặp mặt thì em mới chịu. Em mới nói là em cũng là một giáo viên trong trường, và hẹn gặp ở căng tin trường vào giờ ra chơi. Rồi gặp nhau là ấn tượng về ảnh liền. Xấu quá. Chị mà xấu hả? Tại vì á, cái thằng học trò nó nói tặng quà cho em thì cái mặt nó cũng xấu. Cái mình nghĩ nhỏ này nói về chắc anh nó cũng xấu, nhưng mà không ngờ gặp á thì lại xấu hơn mức tưởng tượng của em nữa. Khó quá à. Rồi vậy sao mà cưới nhau được ta? Sau đó thì gặp mặt khoảng 1 tháng sau thì em ngỏ lời là làm bạn gái. Thì trong quá trình quen thì cũng khoảng được 1 năm đó thì em mới đề nghị tiến tới, mà lúc đó vợ em thì chưa chịu. Tại vì là em quen ảnh là quen cho vui thôi, chứ em cũng là em không có định lấy chồng. Trong quá trình quen ảnh em cũng tìm nhiều cớ để mà giận dỗi ảnh để cho ảnh tự chán. Nhưng mà quá đeo dai quá không có đá được. Vậy đó hả? Dạ. Tính quen chơi cho vui thôi. Dạ. Ai là xin cưới thiệt. Rồi cuối cùng rồi sao? Thì em mới quyết định là đi cái đường vòng cho mẹ của em tiếp xúc với ba mẹ của vợ em, để người lớn người ta bàn bạc cái chuyện đó. Chiến thuật quánh từ góc quánh lên đó. Nhưng mà em biết không? Em không biết. Cái một hôm em đang đi làm, cái anh gọi cho em, anh nói em ơi, anh chở ba mẹ đi lên Thủ Đức coi thầy. Thầy nói là 1 tháng sau mình đám hỏi, 3 tháng sau mình đám cưới. Em nói hả? Cái gì? Đám cưới ai? Ai cưới? Tự nhiên cái đám cưới em đâu có chịu. Xong rồi cái mẹ em cứ ngồi, mẹ em nói thôi mày tới tuổi rồi mày lấy chồng đi. Đầu em cũng khóc, em cũng không chịu lấy. Nhưng mà sao em nghĩ lại, tại vì sao em còn đứa em gái nữa, em không lấy thì nó ế làm sao. Cho nên là thôi kệ, anh này cũng hiền, lấy về mình sai cũng được. Bây giờ rồi bây giờ sao em cưới nhau về rồi có dễ sai không? Dễ sai lắm, chiều em từ A tới Z. Ủa vậy đó hả? Em có cái điều gì mà muốn chồng em thay đổi nữa không, hay là sửa chữa nữa không? Anh nó tính ổng rất là khỉ, tuổi khỉ mà, cho nên là rất là khỉ, tay chân lúc nào cũng tấy máy mà đứng ngồi không yên. Em mua đồ chơi cho con em, ảnh thấy nặng hay đụng vô sờ mó, mở ra đóng lại. Ví dụ như cái máy bay trực thăng của con em chơi đâu được có 1-2 lần, cái anh ấy để mở ra coi coi nó như thế nào, mở ra xong ráp lại hơi luôn nè, hơi luôn cái mấy cho em của ba đó. Cuối cùng thành ra mua đồ chơi cho ba chơi. Ôi vậy đỡ tốn em, hai cho con cùng chơi luôn. Trời ơi em thấy em ứa gan lắm, em chịu không nổi. Nghe mua đồ chơi về là cha con chơi chung, cha là phá banh đồ chơi vậy hả? Mà con nó cũng khỉ nữa, nó giống ba nó. Trời ơi nhiều khi nó khỉ em muốn quýnh nó ghê lắm, nhưng mà ngu gì quýnh con mình, quýnh ba nó. Tại vì ba nó di truyền á, phá mà cũng di truyền luôn. Dạ. Vậy hả, còn cái gì mà di truyền nữa không? Ảnh có tật là mệt á là ngủ ngái và nghiến răng. Rồi bây giờ con em cũng ngái nghiến răng y chang luôn. Cũng may em dễ ngủ, ban đêm á bên này cha ngái, bên kia con nghiến răng. Tao nói em chở đầu hai cha con mà mệt luôn. Coi như là em là song hành với một cái dàn vợ giao hưởng. Em cũng muốn vợ em bỏ cái tật bắt nạt em không? Em cũng thấy nó một cái gia vị trong cái cuộc hôn nhân vậy thôi chứ còn hay không? Ủa binh vợ chứ sợ luôn rồi. Em té đi là được rồi đó. Trời ơi, cái này là chị thấy có cái tức là sao ta? Sao chị? Thuận có một chút xíu gì ở trong con người của anh ấy. Đúng rồi, nha. Đúng rồi, nghĩa là Thuận luôn luôn xem cái chuyện mà cãi vã hoặc là vợ mà hãy bắt nạt mình nó giống như một cái gia vị. Cái gia vị của tình yêu. Đó gọi là gia vị hạnh phúc. Thì bây giờ á, cặp vợ chồng này chắc phải để cho Thuận chút đi. Tại vì á, mong rằng là Thuận cũng sẽ là một người chồng như bạn đây để mà cho vợ em được nhờ. Thì xin chúc cho cặp vợ chồng của bạn sẽ có thêm nhiều gia vị hơn nữa, để cho cái mái ấm gia đình của bạn càng ngày càng có nhiều yêu thương hơn, và sắp sửa đón nhận thêm một em bé nữa. Tụi em mới hẹn hò nhau đi coi kịch Người Vợ Ma hay lắm. À, cái em biết cái kịch Người Vợ Ma của ai không? Của chị Hồng Vân. Dạ, của chị Hồng Vân. Em rất là thích cái vở kịch đó. Anh đã coi cái kịch đó 5 lần rồi. Ồ vậy đó hả? Dạ. Lần đầu tiên thì em đi coi với lại gia đình. Lần thứ hai thì thấy hay quá thì mới rủ những bạn đồng nghiệp trong công ty đi xem. Lần thứ ba thì với là cô bạn gái thứ hai. Thứ tư thì với cô bạn gái thứ ba. Trời ơi! Là bà xã cuối cùng lần thứ 5. Em. Bữa đó đang chở nhau đi chơi, cái ảnh kể về mấy cái cuộc tình trước của ảnh. Cái ảnh nói là mấy người trước bỏ ảnh không à. Anh nói với em là cho dù sau này anh với em mà có chuyện gì đi nữa, chia tay hay là gì nữa thì anh cũng không có buồn nữa. Hỏi chị mà bạn trai mình nói câu đó làm sao mà không buồn được, đúng không? Tự nhiên đang quen mình mà đi nói. Ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Giới thiệu về mình. Em tên là Trương Trọng Thắng, năm nay là 32 tuổi. Nghề nghiệp là nhân viên địa ốc. Ồ, Thắng 32 tuổi thiệt á hả? Dạ. Em có khai mang không? Dạ không chị. Nhìn trẻ quá. Nhìn em giống như là 21-22 á, đúng không Thuận? Đúng vậy. Còn em? Dạ em là Nguyễn Thái Căng Tâm, năm nay em 24 tuổi, làm nội trợ. À, Tâm là 24, còn Thắng là 32. 32. Dạ. Nghĩa là chênh lệch nhau chỉ có chút xíu tuổi thôi. Thế là Tâm và Thắng quen nhau khi nào? Tình cờ một dịp em lang thang trên mạng, một cái trang mạng xã hội nói. Thì em thấy nick của bà xã nghe cũng hay đó là tiểu thư tập yêu à. Cho nên là em mới áp nick làm quen thử. Thấy ảnh làm quen thì em cũng trả lời như mọi người thôi. Xong rồi tụi em mới hẹn hò nhau đi coi kịch Người Vợ Ma hay lắm. À, thế em biết cái kịch Người Vợ Ma của ai không? Của chị Hồng Vân. Dạ, của chị Hồng Vân. Em rất là thích cái vở kịch đó. Anh đã coi cái kịch đó 5 lần rồi. Ồ vậy đó hả? Dạ. Em đi coi với bà xã của em. Dạ. Không có mấy lần trước cũng là bạn gái nữa chị. À, có nghĩa là dạ. Chắc là chờ chị hố hả trời. Hố hàng. Có nghĩa là cứ mỗi lần đi coi với bạn gái là dẫn đi coi. Lần đầu tiên thì em đi coi với lại gia đình. Lần thứ hai thì thấy hay quá thì mới rủ những bạn đồng nghiệp trong công ty đi xem. Lần thứ ba thì với là cô bạn gái thứ hai. Thứ tư thì với cô bạn gái thứ ba. Trời ơi, bà xã cuối cùng là thứ năm. Em cảm xúc như sao lúc mà lần đầu tiên gặp? Mới chết ngày thứ hai là hẹn đi, xong rồi hôm đó em đi diễn, em hẹn ảnh là anh tới trước có gì em diễn, xong em chạy qua đó luôn. Cái ảnh qua trước, em tới em điện thoại cho ảnh là anh ơi em tới rồi, dạ anh đang ở đâu? Cái anh mới nói là em đang ở đâu, em đứng cho nó đi rồi anh lại. Giờ tắt máy xong cái em thấy có một người đi lại, trong bụng em nói trời sao mà sớm dữ vậy, không có được đẹp như là trong hình. Cái xong cái em nói giá trời đừng phải là người này nha. Rồi cái sao em quay mặt em lên đó, cái ảnh lại ngay em, ảnh hỏi tên, xong hai đứa mới đi chơi bowling xong rồi bắt đầu mới vô xem kịch. Ủa vậy chứ em làm nghề em gì? Làm nghề gì ạ? Chứ em làm diễn viên múa. À diễn viên múa. Vậy là tụi em quen nhau qua mạng. Dạ. Quen được bao lâu á thì là đi chơi bowling với lại đi coi Dạ chắc ngày trước ngày sau đi. Hèn gì nên là hơi bị sốc người ấy, không như là cái suy nghĩ của mình. Dạ. Đúng không? Em dạ. Ấn tượng ban đầu của vợ em dành cho em đó là sến. Dạ. Vậy thì em ấn tượng ban đầu về vợ em đó là gì? Ở ngoài á, thì cô ấy rất là cao ráo, thể hình rất là sport. Em nhìn là em thích liền, thích ngay từ đầu luôn. Rồi sao? Cũng lỡ hẹn rồi thì xong rồi tụi em vô coi kịch, mà lại là kịch ma nữa. Em cũng rất là sợ ma. Ngồi ngay cái máy lạnh chĩa xuống rất là lạnh luôn nữa. Lâu lâu cái sợ quá cái giật mình cái đụng ảnh. Cái cái lúc mà vợ em á sợ giật mình đụng em, cảm xúc em sao? Lúc đó em cũng muốn là choàng qua để ôm, che chở đó. Che chở, ôm cổ, nhưng mà đó là lần đầu tiên gặp cho nên là sợ là người ta sẽ nghĩ là mình lợi dụng. Đúng. Cho nên là cứ ngồi im ru. Vậy luôn. Dạ. Coi như hôm đó là im ru thôi chứ dạ. Không có vấn đề gì. Thì nó cứ mỗi lần sợ cái chọt, cái sợ chọt cái mà hai đứa cứ vẫn im ru. Hai đứa cứ cạo qua cạo lại. Thành ra là rồi đến lần đi chơi thứ bao nhiêu thì hết im ru. Lần thứ hai là hết im ru là đi đâu? Lần thứ hai là đi xem phim. Phim gì? Hai phim, phim hành động với phim ma. Nữa, phim ma nữa hả? Chiêu nữa, chiêu đây là đi coi phim ma để cả nữa. Sau cái buổi coi kịch ma đó dạ, thì bao lâu thì mới đi coi phim? Dạ ngày hôm sau luôn. Ngày hôm sau luôn. Hai bạn này được cái là chậm quá. Dạ cái khoảng 7-8 giờ gì đó tới rước em sửa soạn từ chiều. Cái bữa đó trời mưa, anh nói là ngập nước qua xe đi không được. Cái em cảm thấy tức quá, từ chiều giờ mình sửa soạn mình ngồi đợi cả buổi mà giờ giống như là không được đi nữa. Bữa đó là em rất là cố gắng để mà vào nhà của vợ, nhưng mà mưa ngập lên láng luôn, xe mà đi vô đó là chết máy thôi. Rồi bao lâu thì hai chị em đi coi phim? Nước. Dạ thì em kêu anh đợi rồi em kêu em chở ra, hai đứa đi coi phim. Vô coi phim thì sao? Trả làm sao? Trời ơi em hỏi sao lạ liễu quá vậy. Lúc đó cũng là do hoàn cảnh thôi anh. Cái rạp phim đó là cái rạp phim tư nhân. Cái lúc đó là trời mưa cho nên là quán vắng lắm, chỉ có hai đứa. Lúc đó là giống như là cơ hội tới xem phim ma. Thì lúc đó là bà xã cũng sợ rồi, lúc đó là hai đứa cũng lạnh mà vừa ướt nữa. Cho nên là kỳ này là cả mạnh bạo hơn. Bà xã thì ngồi dựa sát vào em, thì em choàng qua em ôm. Thì thấy cô ấy cũng không nói gì. Rồi em mới tiến tới là nắm tay, cũng không nói gì. Còn gì nữa. Rồi thấy vậy cái em làm luôn là... Làm luôn là cái gì? Không có, là ôm hôn. Bởi vì nó phải rõ ràng, cả tiếng Việt mình nó phong phú lắm, mới từ làm luôn ai biết làm gì. Cái thấy ảnh ôm em xong ảnh hôn thì cũng cảm giác rất là ấm áp. Ảnh thì nhỏ con nhưng mà được cái là vòng tay rất là ấm. Dạ, xong là thấy ấm quá thôi để luôn. Em rồi cái lúc đó em có tranh thủ tỏ tình luôn không? Thấy hôn á, cô ấy cũng im cho nên là lúc đó là em mới nói là em đồng ý làm bạn gái của anh nha. Thì mới nghe một cái lời đáp rất là ngọt ngào. Dạ. Dạ luôn. Vậy thôi đó hả? Có nghĩa là câu chuyện tình của hai bạn là một câu chuyện tình rất là lâu ngày. Quen nhau xong đi coi kịch. Mà nếu viết tiểu thuyết thì chỉ có coi như nửa trang thôi đó. Cái nghĩa là đi coi kịch xong rồi đi coi phim, rồi thế là quen nhau. Rồi sau đó thì bao lâu lấy? khoảng 6 tháng. Trong cái khoảng 1 tháng đầu tiên á, thì hai đứa gặp nhau thường xuyên, đi chơi rất là vui. Ngày nào cũng gặp hết, vui lắm. Từ lúc quen tới bây giờ luôn là chỉ có 2 ngày là không gặp nhau thôi. Vậy hả? Vậy hả? Lúc mà quen ảnh á, toàn là em tới rước ảnh không à, anh không có rước em. Thì anh nói với em là em ơi thôi giờ hả, công ty anh ở quận 3, nhà anh thì quận 10, em ở Bình Tân. Nếu mà anh làm xong anh đi về anh tắm rửa, anh qua nhà em chắc khoảng 7-8 giờ. Rồi xong rồi mình phải chạy ra quận nhất mình chơi thì nó mất thời gian lắm. Anh nói thôi giờ em qua nhà anh em rước đi, rồi hai tụi mình có thời gian đi chơi nhiều hơn. Cứ thế là ngày nào em cũng tới rước. Nghĩa là từ lúc yêu nhau cho đến lúc lấy nhau cho tới bây giờ luôn đó. Nghĩa là chỉ có 2 ngày là hai bạn không gặp nhau thôi. 2 ngày đó giận. Giận sao? Bữa đó đang chở nhau đi chơi, cái ảnh kể về mấy cái cuộc tình trước của ảnh. Cái ảnh nói là mấy người trước bỏ ảnh không à. Anh nói với em là cho dù sau này anh với em mà có chuyện gì đi nữa, chia tay hay là gì nữa thì anh cũng không có buồn nữa. Hỏi chị mà bạn trai mình nói câu đó làm sao mà không buồn được, đúng không? Tự nhiên đang quen mình mà đi nói câu đó. Tại vì á em quen trước đó là 2 người rồi, thì mối tình nào em cũng rất là thương yêu thấm thiết, rồi kéo dài trên 3 năm. Hai bên gia đình biết nhau hết rồi, cũng là định ngày là sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng mà cũng là do duyên số thôi, chia tay, cho nên em nghĩ là giống như là trở thành vợ chồng cũng là do duyên số. Cho nên là quen á, thì chưa chắc gì đã trở thành vợ chồng, cho nên em nghĩ sao thì em nói vậy. Ồ, đó, bây giờ hiểu chưa? Sau đó thì bao lâu thì cưới? Khoảng 5 tháng sau. Có một hôm thì em rủ bạn gái về nhà ra mắt ba, giới thiệu với ba cơm gia đình thôi. Trong cái buổi cơm đó thì em cũng có nói giỡn là ba thấy bạn con được không? Con cũng lớn tuổi rồi, thôi sang năm ba làm đám cưới cho con nha. Ba cũng im, ba không nói gì hết. Xong rồi cái một hồi cũng lặp lại cũng câu hỏi đó. Nói ba sao thấy được không? Làm đám cưới cho con nha. Ba mới quay qua ba nhìn thì ba mới nói là bộ muốn vợ lắm rồi hả? Muốn vợ thì thôi ngày mai là cưới liền đi. Trời ơi! Tội nghiệp tuần quá à. Bất ngờ không chị? Bất ngờ lắm. Nhưng xong cuối cùng sao, ngày mơi có cưới thiệt không? Hay sao? Lúc mà ăn cơm xong thì hai đứa vô phòng, sao em mới nói ha, có hỏi em chưa mà tự nhiên đòi cưới. Có 2 triệu đâu mà cưới. Cái anh mới nói là giờ không chịu không cưới luôn nữa. Bắt cóc luôn. Anh mới nói câu gì? Cưới vợ phải cưới liền tay. Cưới vợ phải cưới liền tay chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Rút kinh nghiệm với lần trước. Rồi sau đó em đồng ý hả? Thấy ảnh là một người sống rất là tình cảm, cũng rất là thương em, họ cũng chịu luôn. Rồi bây giờ lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ 1 năm mấy. 1 năm mấy. Rồi các bạn lấy nhau về thì các bạn có những cái bất ngờ gì về nhau? Quá bất ngờ. Vợ em thì nóng như lửa luôn. Rồi với lại có một cái tính là hay bừa bộn. Lấy cái gì ra làm xong rồi bỏ đó. Nói góp ý thì nói là anh cứ để đi chút xíu em dọn. Nhưng mà toàn là em đi dọn không à. Em sao? Ảnh thì rất là gia trưởng, nói nhiều, kỹ tính. Ăn thì rất là kén ăn. Vô bàn ăn á, bới cơm cho ảnh nhiều thì nói em ơi sao bới cơm nhiều vậy, sao anh gấp vào ăn được. Cái bới cơm ít chút xíu, anh nói sao anh bới cơm ít quá vậy, không có đầy chén à. Bới sao anh cũng không chịu hết trơn á. Cái vô còn đồ ăn thì nói trời nay đồ ăn gì đâu mà không có ngon lành hết trơn. Lúc nào vô bàn ăn là cũng chê. Vậy nói nhiều kỹ tính Còn em thì hay giận hả? Dạ, bà xã thì hay giận, hở đụng chuyện gì cũng giận hết. Ủa nhưng mà cái lúc quen nhau là không? Lúc quen nhau là không hề. Rất là vui vẻ, nói một cái là cười, nói một cái là cười. Tại vì lúc mà quen ảnh thì ảnh cũng đâu có chọc cho em giận. Lúc mà cưới nhau xong về cái ảnh hay chọc qua giận lại, xong cái em đặt tên cho ảnh luôn là Phái Chọc Thắng. Hả? Còn ảnh đọc lại cho em là Giận Thị Hờn Tâm. Ôi Giận Thị Hờn Tâm hả? Biết người ta hay giận mà cứ phái chọc. Nhiều khi vợ em nóng tính đó là do cái gia trưởng của mình quá không? Dạ em cũng nghĩ là một phần, nhưng mà cũng một phần là cô ấy hay giận. Bây giờ cho anh hỏi nghe là nãy chồng nói em là nóng tính rồi hay giận, vậy thì em có hay ghen không? Dạ cũng có. Dạ quá ghen. Quá ghen luôn hả? Dễ giận mà lại hay ghen nữa. Anh nghĩ là em phải là người ghen chứ. Tại sao lại ghen? Chở em đi trên đường, cái ngang quán cà phê có nhiều cô á mặc đồ hở hang sexy, cái ảnh hay nhìn qua. Ảnh nhìn cái em mới nói anh nhìn gì vậy? Cái anh nói thì anh nhìn như quán cà phê thôi, nhưng mà thật ra là em biết ảnh nhìn mấy cô đó. Giống như là không có tôn trọng mình. Cái đó là do tâm lý thôi. Nhưng mà nhiều khi anh sợ là chồng em ghen chọc em không? Không có, ảnh thích vậy. Người nào như đi xe gặp mấy cô mà mặc đồ hở hang hay là gì dáng đẹp hay là gì là ảnh cũng nhìn hết trơn. Nhìn xong mà còn quay lại nữa chứ. Cái đó giống như là một cái phản xạ tự nhiên của một người đàn ông thôi. Mà thực ra trời ơi chị đố em tìm ra một cái ông đàn ông mà thuần chủng nào á mà thấy chị nó đẹp. Dạ đúng rồi đó. Nói nghe nè. Em à, Dạ. Em không muốn vợ em bớt ghen không? Cái tính ghen thì em không có sợ, mà em chỉ sợ tính nóng tính thôi. Nóng tính. Dạ, em muốn vợ em là bớt cái nóng tính lại. Em nóng tính là em im lặng à, còn anh này thì nói nhiều. Mỗi lần mà giận nhau thì anh này nói không mà em hay nhịn đó. Em mà càng nhịn thì ảnh càng nói, cứ nói hoài. Nói riết em mới nóng lên nữa, xong cái khóc rồi xong cái khó thở rồi xỉu này kia. Thế là nóng cái kiểu mà nóng lạ đó, đó. Chứ không phải là nóng mà la hét đập phá đồ đạc mà nóng xỉu. Chà, cái này căng ạ, đó là một ca khó nữa nha. Nên là đừng bao giờ để cho cái này nóng lên nha. Nóng lên vậy xỉu bất tử nữa, coi như là mệt à nghe. Rồi, đó giờ nghe vợ tâm sự về thì em thấy sao, có sửa được không? Thì bây giờ biết cái tính của vợ vậy rồi, cho nên là cái gì nhịn được thì cứ nhịn thôi. Tôi nghĩ là cứ nhịn, mỗi người nhịn một miếng thì sẽ hạnh phúc và bền vững hơn. Cái nóng này nóng kỳ lắm, nóng lạ lùng lắm ạ. Rồi về bớt nóng lại nghe. Xin cảm ơn hai bạn. Xong rồi ngày thứ nhất em cảm thấy trời đời tuyệt vời quá, cảm thấy tự do đã trở lại. Xong qua ngày thứ ba đầu thấy sao kỳ kỳ, sao lại có thể không gọi điện cho mình. Xong rồi qua ngày thứ tư nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của ảnh hết trơn á. Dạ, bắt đầu ngày thứ năm là thấy buồn quá. Qua ngày thứ bảy thì con thấy là mình cũng nhớ ảnh nhiều lắm. Sao nếu mà bây giờ mình lên tiếng mình làm lành trước thì rất là nhục. Chương trình Vợ Chồng Son dựa trên format Shinkonsani Rassai của đài truyền hình Asahi TV của Nhật Bản. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận. Thì hai bạn hãy giới thiệu về mình. Em là Thùy Dương. Thì công việc của em là diễn viên. Em năm nay là 29. 29 cái xương xanh. Dạ. Còn em là Đăng Duy. Hiện nay công việc của em là đạo diễn âm nhạc. Năm nay em 30 tuổi. Dạ. Hai bạn gặp nhau như thế nào? Tụi em học chung trong trường sân khấu điện ảnh. Hồi xưa bạn nhỏ xíu mình dây nữa mà cao chắc tầm cỡ 1m6, cho nên mình nghĩ là sau một cái cậu bé như vậy mà lại thi đậu vô trường em nghĩ là cậu bé nhìn y như 16 tuổi vậy đó. Thì cái ấn tượng của em là em thấy tội nghiệp quá nhỏ xíu như vậy rồi vô đây học diễn viên rồi sao ra đời cạnh tranh được. Lúc đó là em thi mục đích là làm diễn viên hả? Dạ, thật ra ngay từ đầu là cũng không có xác định được là mình thích cái gì. Mẹ lại muốn con thì được vào cái công việc đó nó ăn mặc đẹp đẽ. Đó thì mẹ mới quyết là cho vào học diễn viên. Khi mà tiếp xúc với Lê Dương đầu tiên á thì trong lớp rất nhiều nam thanh nữ tú, thì tự nhiên bật ra một cái cô ăn mặc theo phong cách người Hà Nội, nhưng mà buộc tóc hai bính, nào cũng tưng. Mọi người hay nói Dương là nhảnh. Nhưng mà thật ra cái thời điểm bây giờ thì người ta kêu là hơi dở hơi. Có nghĩa là hai bạn rất là ấn tượng đúng không? Trong mắt bạn này thì bạn này như một cậu bé. Còn trong mắt của bạn này thì bạn này là một cái gì đó nó hơi không bình thường. Chị mà thành vợ thành chồng hay thiệt đấy chứ. Đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Dạ thì lúc đó con cũng đồng ý quen thử coi làm sao đó. Nhưng mà quen vậy chứ 37-21 ngày là chia tay. Xong rồi lại quen lại rồi 37-21 ngày chia tay. Có nghĩa là giận thường xuyên. Dạ giận thường xuyên. Mà có một đặc biệt là hai dòng cháu giống như có cái hôn rồi đó. Là tới sinh nhật cháu là chia tay. Vậy có khi nào mà giận em bởi vì ghen không? Dạ có. Yêu nhau khoảng năm 2, năm 3 gì đó. Cũng là bạn nữ khác. Đang về học rồi bạn ấy mệt đó, bạn ấy ngồi tựa em ấy. Bạn này thấy về nhà giận cái chia tay. Rồi sau đó em mới giải thích là nó chỉ là một người bạn bình thường thôi, người ta mệt thì người ta dựa thôi, mình không có ý gì thì không. Em không có thích sự va chạm. Rồi sao nữa? Thì em bắt chọn chơi với em, nghĩ chơi với bạn gái kia. Rồi có cái lần nào mà Dương mà giận dữ dằn Duy phải làm một cái gì đó nó động thái của Duy nó phải lớn hơn nữa kìa. Sau khi 8 năm quen nhau rồi em mới thấy là có phải là tình yêu hay không. Nếu mà tình yêu là phải bồi hồi, phải rạo rực, phải hồi hộp khi mà nghĩ về nhau, phải như thế nào đó. Còn đây em cảm thấy ở bên cạnh ảnh em rất là yên bình, rất là thanh thản. Em sợ là mình đang bị ngộ nhận. Đó thì lúc đó là tụi em có hùm tiền để mà làm một cái dự án. Thì cái vụ án nó thất bại, nhiều lý do nó chồng lên cái làm em điên lên, cái em cứ cầm ràm. Đó gì sao? Cái công ty bị phá sản, Dương lại cầm ràm nhiều thứ nó dồn lại, cho nên Duy cảm thấy bị stress quá nặng, em không thích, chia tay. Lần đó là lần đầu tiên em nói chia tay trong 8 năm yêu nhau. Vậy thì cảm xúc của Dương lúc đó như thế nào? Tại vì trước đó là em đã cảm thấy rằng là chắc là hết tình yêu rồi, cho nên mình nghĩ là thôi chia tay đi, hai đứa còn trẻ thì còn nhiều thứ để tập trung lo hơn. Thế là em cũng đồng ý. Xong rồi ngày thứ nhất em cảm thấy trời đời tuyệt vời quá. Cảm thấy tự do đã trở lại. Từ bây giờ em được sống với chính mình rồi đó. Qua ngày thứ hai bắt đầu là thời gian mình dành cho những người bạn thân của mình. Tại vì thời gian mà mình chơi với ảnh là mình bỏ bạn thân mình qua một bên. Xong qua ngày thứ ba bắt đầu thấy thiếu thấy sao kỳ kỳ, sao lại có thể không gọi điện cho mình. Xong rồi qua ngày thứ tư nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của ảnh hết trơn á. Tại vì ảnh được cái ảnh chu đáo lắm. Chai dầu gội đầu cũng của ảnh mua cho. Rồi cái lược những đâu cũng thấy hình ảnh của người ấy. Rồi dừng lại chút xíu, là đó là cảm xúc ngày thứ tư của Dương. Còn Duy, cảm xúc ngày thứ tư của Cưng sao? Khi mình đã xác định yêu thì yêu mãnh liệt lắm, nhưng mà một khi mà đã chia tay rồi thì gần như là xóa hết những cảm xúc. Ngày thứ năm thì Dương sao con? Dạ, bắt đầu ngày thứ năm là thấy buồn quá, con nghĩ giờ sao ta, thì cái câu hỏi đó nó lớn qua ngày thứ sáu. Cái con mới thấy là vậy là mình còn yêu không, sao mình nhớ hoài vậy. Cái con ráng con chống chế là thôi chắc là do thói quen á, thói quen nên mới vậy thôi, rồi từ từ đi, để mà từ bỏ một thói quen thì phải có thời gian. Qua ngày thứ bảy thì con thấy là mình cũng nhớ ảnh nhiều lắm, nhưng mà bây giờ lỡ rồi giờ sao, nếu mà bây giờ mình lên tiếng mình làm lành trước thì rất là nhục. Rồi đến ngày thứ mấy thì? Dạ thì cũng trong ngày thứ bảy đó luôn thì mọi người mới bày cho con cách là giờ con giả định. Lúc đó con đang nằm coi phim ở nhà thì có được gọi cô một cô gọi điện thoại. Dương nó quay phim nó mệt quá, nó nằm xỉu ở đồng phim nè. Bây giờ có cách nào gọi điện thoại cho người nhà hay là giờ nên sao giờ không biết nữa, cứ nói dạ được rồi để em chạy lên, thấy đang nằm một đống thì sức dầu rồi massage đầu. Thì tự nhiên thấy nhìn cô này khóc, tự nhiên mắt nhắm mà lệ rơi đó, đó. Rồi sau đó rồi, là cưới, đó định cưới luôn. Bây giờ hai vợ chồng á là ai là cái người mà nắm giữ tiền? Tiền anh xài, tiền em xài. Nhưng mà sau đó có những cái khoản chung thì hùng lại để trả. Tại vì bạn này rất là nhạy cảm về tiền. Đụng tới vấn đề tiền là bạn này giống đụng tới sinh mạng vậy đó. Dĩ nảy lên đúng không? Dạ. Bạn này là bạn tính rất là bo. Còn em thì ngược lại, em rất là thoải mái. Đàn ông đa phần là gì? Thực ra nếu mà hai người đều hào phóng giống nhau thì chết. Nó là tan nát. Duy đã giao kèo với Dương ngay từ đầu, đi lo hết mọi thứ ở trong nhà. Như là Dương chỉ cần bình thường, sống vui vẻ là được rồi, đừng có gây thêm căng thẳng là vui rồi. Còn như bạn này thì không có thích bình thường. Dạ đúng rồi. Đúng không? Có lần nào mà bất bình thường mà nặng đô? Dạ có, dẫn đến là cái đơn ly dị vẫn còn để ở nhà nằm hoài tới bây giờ. Wow. Như là hai em đã có nghĩ đến cái chuyện ly dị hả? Dạ, cưới nhau được 2 năm 3 năm rưỡi. Gần như là năm nào cũng có chuyện muốn ly dị hết trơn á. Mà lý do gì mà dẫn đến cái chuyện mà phải ly dị? Đợt đó là ảnh dụ em đi Singapore chơi. Dụ em? Cái ảnh hỏi thích mua này không, thích mua kia không, thích que cho đã, rồi đến lúc về bị vượt gấp đôi cái số tiền dự trù ban đầu. Rồi ảnh kêu em phụ hùm vô để trả cái phần dư đó. Hôm đó là Duy đã phạm một cái gọi là một cái quy tắc của gia đình là quá nặng đúng không? Gấp đôi dự trù. Dạ. Và sau đó thì bắt Dương phải hùng, cho nên là bực bội. Ảnh không phải ép là em phải bỏ ra, nhưng mà cái cách nói của ảnh làm cho mình cảm thấy mình thật là độc ác. Nghĩa là tự nhiên là đưa mình vô cái thế mình trở thành người độc ác, trở thành người quá ki bo, chịu không được là chia tay đó. Thì con mới phản ứng lại, ảnh lại tự ái lên, thành ra là mình nói, ủa lỗi tại mình à đó. Trong khi là lỗi đâu phải tại mình đâu. Nếu tôi không hỗ trợ thì tự tôi lo một mình. Đúng không? Sau chú đó là vài ba ngày sau á là cứ chiến tranh lạnh, không có nhìn mặt nhau, nó dồn đi. Thì em ly dị, đơn download trên mạng về ký sẵn. Có ký không con? Dạ, ảnh được cái là ảnh vừa đấm vừa xoa lắm. Ngay buổi sáng vậy á, cái buổi chiều con dọn đồ về nhà con rồi thì ảnh lại có vé xem phim hay là có một cái gì đó quyến rũ con, thế là lại hết giận. Có lần nào mà cũng đòi ly dị đó không? Dạ nữa. Còn trước khi là con quyết định sanh là ảnh cho con thấy là ảnh rất là yêu em bé này kia đủ thứ. Ảnh năn nỉ con là có em bé này kia ảnh chăm hết để cho con yên tâm đi làm. Khi mà có em bé rồi á thì không được 100%. Tại vì con lo việc gia đình, con lo luôn cho Thùy Dương. Tại vì Dương này là mê công việc, bỏ ăn bỏ uống, con vừa lo cho em bé. Công việc của con nó vào mùa, con cũng hơi bị quá sức. Một ngày con ngủ có 2-3 tiếng hồ. Thì con nói em ơi em bớt chút thời gian, em bớt làm lại để hỗ trợ anh không? Rồi phạm vào cái điều cấm kỵ. Không lại hỗ trợ nữa. Lại hỗ trợ. Thế là ly dị. Thế rồi bây giờ ở Dương có mong muốn Duy thay đổi gì không? Muốn ảnh đừng thay đổi, ảnh trở lại giống như hồi xưa á, ngoan hiền, nghe lời em. Bây giờ là Duy mong muốn ở Dương điều gì? Thẳng thắn luôn đó. Có gì hỗ trợ anh? Nhiều quá không biết nói như thế nào. Nhiều quá không biết câu nào trước câu nào sau. Em phải luôn luôn hỗ trợ anh thôi. Bây giờ cô nói nghe nè, cái chuyện mà Dương mà muốn Duy á, giống y như hồi mà tụi con yêu nhau á, là cô nghĩ rằng nó là một cái gì đó hết sức là bất khả thi. Cô nói thiệt, mặc dù tụi con có quá trình yêu nhau rất là lâu, thế nhưng trong cái cuộc sống vợ chồng hôn nhân nó phải có sự thay đổi. Thay đổi đây không phải là thay đổi về bản chất con người, mà thay đổi do cái môi trường nó có những cái khác đi. Ví dụ như là tụi con có một em bé, bản thân con khi mình đã là mẹ rồi, là vợ rồi, mình cũng không thể nào như ngày xưa được nữa. Mình phải sẽ chia cái công việc của mình. Thời điểm này con vẫn bo vô sự nghiệp của con là không được. Con phải dành thời gian cho con của con là thứ nhất. Thứ hai là cho chồng, cho gia đình, sau đó mới là công việc. Đó là cái kinh nghiệm của cô. Cô mong rằng là xong chương trình này thì con sẽ suy nghĩ cái kinh nghiệm mà cô sẽ chia với con. Bởi vì có được người chồng như vậy là bị hiếm đó nha. Tìm có ga nữa đó nha. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn Duy và Dương. Mà lúc vợ em say xỉn, vợ em quậy lắm anh chị. Các bạn nữ là chăm sóc cho gỗ thì bị đấm đá tát rồi đủ kiểu hết, bị trả tấn chịu không nổi. Sau đó thì em được tiến cử vô chăm sóc cô ấy. Em vô thì cũng chịu chung số phận của bạn cái trước thôi, cũng bị đấm đá đạp tát đủ kiểu hết. Dù tới nụ hôn này là nụ hôn đáng nhớ nhất trong đời của em. Nó diễn ra trong 45 phút là trời ơi. Cái này trời đất ơi. Xin mời quý vị và các bạn cùng cho một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chị có để ý không? Cô dâu mới nhìn đã là thấy là cô dâu rất là cá tính. Chắc chắn là hứa hẹn một cái câu chuyện rất là nhiều điều thú vị ở đây, đúng không chị? Các em tự giới thiệu đi. Dạ, em tên là Nguyễn Như Khánh. Năm nay 31 tuổi, làm nhân viên quản lý chất lượng. Em tên Nguyễn Thị Sinh, năm nay em 28 tuổi và em làm nhân viên văn phòng. Trong trường hợp nào mà tụi em quen nhau vậy? Ngày xưa thì em làm nhân viên văn phòng nên là cái ngành nghề của em suốt ngày phải mài mông, mài mắt với máy vi tính. Thì một ngày cái em phát hiện ra trang nối.vn, lúc đó em đang độc thân mà còn ế sao? Em mới đăng ký tham gia vào trong cái trang nối này, trở thành bà bầu của đội bóng. Và là mấy anh đẹp trai khỏe mạnh thôi, tha hồ mà chọn lựa. Rồi có gặp gỡ được những chàng trai nào như trong mơ? Mấy người cứ bắt em đi đặt sân rồi cược đá mà không có ai để ý đến em hết. Cây đến một ngày không được đẹp trời cho lắm. Anh mới tới, anh kêu cho anh tham gia vào đội banh. Ai muốn vô là phải xin em mà. Xong cái em cũng cho. Mà mới đầu nhìn chàng thì có vẻ không có giống như trong chuẩn của em. Anh chị nhìn nè, không được cao lắm, không được đẹp trai, mà hơi nhiều nốt ruồi. Lúc đó thì khi mà em nhập đội bóng thì em có thấy ấn tượng gì với cái bà bầu này không? Lần đầu tiên em lên sân bóng thì em gặp cô ấy thì với mái tóc là bông xù của nó vàng hoe à. Rồi đôi bàn tay thì nó sơn màu xanh lè xanh lét. Nói chung là em không có ấn tượng gì hết. Không những không ấn tượng mà em còn thấy nó không được thích nữa. Thực ra thì cũng hơi bị mâu thuẫn đúng không? Em không có ấn tượng gì hết. Nhưng mà rõ ràng là còn nhớ được tóc xù nè, cái móng tay màu gì nè, rồi thì mục ruồi nè. Dường như là hai người đều cảm thấy rằng là gặp nhau là không ưa nhau thôi. Chứ còn ấn tượng thì theo chị là hình như là ấn tượng hơi nhiều đúng không? Rồi bao giờ tụi em chính thức là tụi em thực sự là có một cái cảm giác gì về nhau? Được một thời gian thì bên nối.vn có tổ chức offline. Hôm đó thì cô ấy là có đọ rượu vang với một cái anh chàng hội trưởng. Thì hai người cái về trình độ tửu lượng uống rượu thì tệ giống nhau thôi. Người ta là giỏi, người ta đọ nhau, ở đây tệ quá đọ với nhau. Thì hai người uống tới ly thứ 7, cái vợ em bắt đầu say xỉn. Mọi người mới đưa vợ em vô phòng để chăm sóc. Mà lúc vợ em say xỉn, vợ em quậy lắm anh chị. Các bạn nữ là chăm sóc cho gỗ thì bị đấm đá tát rồi đủ kiểu hết, bị trả tấn chịu không nổi. Sau đó thì em được tiến cử vô chăm sóc cô ấy. Em vô thì cũng chịu chung số phận của bạn cái trước thôi, cũng bị đấm đá đạp tát đủ kiểu hết. Em vô lúc đó em thấy bạn ở trong tình trạng nào mà em phải tiếp cận để mà em bị đấm đá? Do là lúc cô ấy xỉn á thì quậy lăn lóc. Đúng rồi. Dạ, lăn qua lăn lại rồi. Dạ không, em hành hạ người khác thôi chứ bản thân em mình giữ. Sau một hồi gồng với cô ấy thì cuối cùng chắc là ra tay nhiều quá rồi mệt mỏi thì vậy. Thì cô ấy mới nằm yên. Thì em mới lấy cái gối á, em cúi người xuống lấy gối để kê đầu cho cô ấy ngủ. Thì bất ngờ cô ấy túm cổ em, kéo đầu em xuống. cô nàng cái chuột. Mà em có biết không? Có một cái lý do cơ bản như vậy nè, không phải là em ham hôn ảnh gì đâu, mà tại vì lúc đó anh cúi xuống cái tiếp cận gần người em cái thấy có mùi nhãn thơm ngọt ngào. Em bất ngờ bị cưỡng hôn mà em giật mình, em giật ra cái cô ấy mới nói tiếp với em kêu anh ơi em muốn hôn nữa, môi của anh thơm và ngọt ngào quá. Sao? Cái em cảm giác là em đang bất ngờ mà. Vừa bị cưỡng hôn xong giờ lại có thêm một cái đề nghị rất là khó xử nữa, bởi vì cô ấy đang xỉn mà. Cô ấy đang xỉn bây giờ ví dụ em làm cái gì rồi lỡ ai thấy mà em mang tiếng là người lợi dụng. Cái em mới ngồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Cô ấy hôn em thì em cũng hơi sao động một xíu. Cuối cùng em quyết định là em đồng ý là hai đứa em hôn tiếp. Chắc mỗi lần đi ăn tiệc chắc tôi xách thêm chùm nhãn đồ ăn quá. Em học tập đi, biết đâu được, đâu phải mình cô ấy thích nhãn đâu mà rất nhiều người thích nhãn thì sao. Nhưng mà đêm hôm đó về em cũng sao xuyến lắm. Sáng hôm sau gặp cô ấy em cười rất là tươi. Gặp cô ấy đi qua cười, cô ấy đi ngang qua luôn, nó lơ luôn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ủa nó nghe là sao kỳ vậy? Là tại vì em quê quá. Không lẽ bây giờ nói anh ơi hôm qua hung đã quá đâu có được đúng không em? Dạ. Để coi coi làm sao chứ. Em rất là thắc mắc. Cái tới buổi chiều lúc mà đi về á thì em mới quyết định là em phải hỏi cho rõ ràng cái câu chuyện này. Em mới nhắn tin cho cô ấy là em có nhớ gì ngày hôm qua hay không. Nhắn tin xong chờ hoài không thấy trả lời. Rồi em nghĩ thầm trong bụng kiểu này là rượu làm rồi. Rượu làm mà thực ra là cố tình để mà ăn nhãn thôi chứ còn bờ môi bị lợi dụng là cái gì á. Chết đúng không? Rồi cuối cùng cô có trả lời không? Cuối cùng thì tới cũng khuya hôm đó thì em nhận được tin nhắn của cô. Dạ. Em nhắn sao? Em thì lúc đầu là em quê lắm, em kêu là bây giờ mà con gái tự nhiên túm cổ con người ta xuống hôn rồi còn xin anh ơi cho em hôn thêm nữa, quê. Xong cái em nghĩ hay thôi đừng trả lời gì cả, coi như là mình không nhớ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy hôn cũng dễ thương, cũng ngọt ngào. Đến nửa đêm em mới nhắn tin là anh ơi em không nhớ. Chuyện gì xảy ra mà sáng hôm sau anh có ý định sơn lại cái phòng để đón em trai anh vô cùng ở. Em mới tốt bụng, em nói vậy để em giúp anh sơn phòng. Thì anh cũng đồng ý. Đi làm về thì anh qua rước em xong rồi hai người tới nhà anh sơn. Sơn thì em sơn ngang, anh sơn dọc, sơn tới, sơn lui. Mà em vừa sơn em vừa đợi coi thử chàng có nói chút gì về cái nụ hôn ngày hôm đó không, rồi có đã động gì đến chuyện hai đứa không, mà không có nói một lời nào. Trời ơi, hôn người ta đã đời rồi chờ qua. Thực ra là hôm đó thì em cũng có ý định là muốn tỏ tình với cô ấy rồi, nhưng mà vẫn còn nhát ngại. Bởi vì cũng thời gian cái tiếp xúc cũng còn ngắn à. Hai đứa cứ sơn qua sơn lại, sơn tới sơn lui. Cái vô tình cái hai đứa cái tay đụng nhau. Em giống như bị điện giật vậy. Dạ, quay qua ôm hôn cô ấy luôn. Tức là cái này gọi là tình yêu không nói nhiều mà chỉ có làm nhiều thôi. Cái nụ hôn này á là nụ hôn đáng nhớ nhất trong đời của em. Nó diễn ra trong 45 phút là trời ơi. Cái này trời đất ơi, hôn 45 phút. Tôi đang nghi vấn nha. Hôn 45 phút trong lúc người ta hôn là người ta phải nhắm mắt, người ta tận hưởng cái nụ hôn. Tại sao ông biết là cái nụ hôn ông kéo dài 45 phút? Sắp tới giờ là cổ chở em, em chở cổ về rồi. Thì em cũng mới nhìn đồng hồ là cũng chuẩn bị tư thế là để mà chở cổ về rồi. Sau đó hôn nhau, hôn xong rồi nhìn lại đồng hồ thì tính ra là được nhiêu đó. 45 phút. Họ nói là hai vợ chồng này á, hai lần hôn nhau đều ấn tượng hết. Một lần á, là nghe mùi nhãn, còn một lần á, là hôn một hiệp đá banh. Vậy có lần nào hôn mà ấn tượng nữa không? Hai vợ chồng em chắc là yêu nhau rồi hôn nhiều. Có một cái nụ hôn nữa cũng ấn tượng dơ. Dạ. Thì tại ngày hôm đó cái hai vợ chồng lúc đó là yêu nhau rồi. Cái ảnh chở em đi về mà hai vợ chồng cũng khuya rồi nhưng mà cũng chưa muốn chia tay. Ảnh mới rủ em là về gần phía nhà em á. Xong cái ảnh mới để em lên trên xe. Ảnh đứng dưới thì ảnh hôn em tiếp. Mà khi mà hôn nó chẳng biết ảnh nhắm mắt nhắm mũi nào nhập tâm sao. Cái ảnh hôn cái ảnh ủ em một cái. Em té chọn lõn vô cái giữa xe cái tường. Em với cái tường. Dạ đúng rồi. Lúc đó vẫn hung hả? Dạ không, thì té xuống thì tại vì hôm đó cũng mới mưa xong nữa. Nên là em cũng hơi lem luốc một tí. Ôi như vậy là coi như là tình yêu của các bạn là gắn liền với những nụ hôn ha. Rồi khi mà cuộc sống vợ chồng ở với nhau rồi thì nó có nhiều những cái điều thú vị giống như lúc yêu nhau. Dạ thì cưới nhau rồi thì em mới phát hiện ra là em có một anh chồng chí phèo. Chồng chí phèo là sao? Mà mình chí phèo đó hả? Dạ, nhìn vậy chứ mà chí phèo. Vậy chắc về nhà chắc đòi vợ nấu cháo hành rang không phải không? Dạ chí phèo sao? Sao chí phèo? Cũng không phải, tại vì có một lần hai vợ chồng em cãi nhau vì chuyện gì em cũng không nhớ nữa. Cái mà cãi nhau là em giành xách đồ đi. Mà lúc đó cũng khuya rồi chị. Anh kêu thôi nếu mà đi thì để anh đi. Anh là người ra đi đó. Dạ. Rồi sao nữa? Xong rồi anh bỏ đồ bỏ đạc vào trong túi hay anh đi. Mà tính em thì cũng lì đó. Đi thì em cho đi luôn. Anh đi khoảng một tiếng. Thế em chắc bỏng trong bụng là anh đi rồi. Nhưng mà cứ ra coi thử như sao. Anh chị biết không, em vừa qua với đầu hẻm thôi, thấy chồng mình hả lấy cái cặp á kê lên đầu nằm xả lả ra ngoài hẻm ngủ ngon lành vậy. Em không hiểu được luôn, đúng là em có một anh chồng chí phèo luôn. Lúc đó thì em cũng đang rất là bực bội, nhưng mà vợ đòi đi ra ngoài thì giờ khuya quá rồi cũng không được, cái em mới dành đi để coi cổ có níu kéo gì không, cái em mới quyết định đi ra đầu hẻm ngồi chờ. Bây giờ biết đi đâu giờ, giờ đâu có tiền đâu có giấy tờ gì đâu. Cái ngồi chờ hoài không thấy cổ ra luôn, cái mệt quá cái nằm chờ que đổ ngủ luôn. Lúc đó thì em cũng vừa thương vừa mắc cười nữa, em kêu kiểu gì mình ngủ dễ dàng như vậy. Xong em thôi kêu thôi mang vô nhà cho ngủ luôn đi cho rồi. Thật ra những gì bạn kể mình không thấy chồng của bạn là anh chí phèo, mình thấy chồng của bạn là một người biết hy sinh, thấy không, một anh hùng mà thương vợ không sợ vợ đi khuya như vậy, đúng không? Có binh quá đi. Nhưng mà chị thấy nãy giờ tụi em kể những cái chuyện về nhau mà ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, đúng không? Sau khi lấy nhau rồi thì cho đến thời điểm này á là có những cái gì mà còn cảm thấy là chưa thỏa mãn về những cái tính tình của nhau không? Dạ có, em phải kể liền luôn. Kể luôn. Dạ, thì trước em làm đà bầu rồi ở banh, ảnh vào cũng vì bởi vì ảnh ham đá banh, nhưng mà cưới nhau xong rồi mà ảnh vẫn cứ ham đá banh. Chồng em á, thứ nhất là đá banh, thứ hai là xem đá banh, thứ ba là coi tin tức đá banh. Đó, nên là mọi thứ đối với ảnh á, đá banh rất là nhanh nhẹn. Ví dụ như ảnh buồn ngủ là như vậy, nhưng mà cứ đến giờ đá banh hoặc là đến cái giờ mà có chương trình tin tức đá banh là anh bật chơi liền. Nhưng mà ngược lại chị ơi, chuyện trong nhà ngoài ngõ hoặc là những cái chuyện khác là anh cứ từ từ thôi, từ từ hẳn làm không sao cả. Nên em kêu là ước gì mà chồng mình cái gì cũng nhanh nhẹn được như đối với bác đá banh, em mừng biết mấy. Thực ra thì em vẫn coi, lúc mà cưới vợ có con xong rồi em coi vợ con em là số 1, số 2 cho chị. Đó, nhưng mà tại sao vợ em không có cái suy nghĩ đó? Thực ra là nó như thế này này. Ví dụ như là tới giờ đá banh thì phải dậy xem đá banh, bởi vì cái giờ nó trực tiếp nó không thể thay đổi được. Còn ví dụ làm một công việc khác á, thì em có thể làm việc này trước, việc kia trước, xong sau em vẫn làm việc của vợ em nhờ, ví dụ vậy. Vợ em hay so sánh vậy. Chị hỏi em nè, bây giờ ví dụ giờ đổi lại đi, chồng em không mê đá banh mà giờ mê đi bia ôm chẳng hạn, em tính làm sao? Anh mà mê bia ôm chắc anh chết với em liền. Cho nên rằng đừng có làm cho anh ấy gọi là bị mất đi cái đam mê đá banh mà chuyển sang cái đam mê khác là nguy hiểm lắm đó nha. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà đúng là dừng lại mức độ mê đá banh thôi, chứ đừng có mê cá độ đá banh là tan nhà nát cửa, đúng không? Thì chị thấy hai cái sở thích của em á, tụi em có thể là phân nửa, share phân nửa đi, bớt bướng lại một chút, với điều kiện là anh thay vì cái chữ số 1 đá banh, số 2 đá banh, số 3 đá banh thì anh làm ơn đi. Ví dụ số 1 là vợ con đi, số 2, số 3 hãy là đá banh, đúng không? Chị nghĩ nếu mà tụi em dung hòa được cái đó thì đây là một cái gia đình cực kỳ hạnh phúc. Tại vì chị thấy rõ ràng khi tụi em nói chuyện với nhau ánh mắt đầy yêu thương, vẫn còn đầy mùi nhãn. Đó. Nói chung là hai người cười đều toát ra cái mùi nhãn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn hai vợ chồng.